Đây. Đó, một buổi sáng bình yên bên cháu gái yêu của O. Nè mọi người ơi, đây là Trần Thị Thỏ. Thỏ là tên thường gọi ở nhà, Trần là họ của bố cháu, cho nên O ghép lại là Trần Thị Thỏ. Cười đi, dễ thương chưa à. Thỏ đi thăm vườn hoa với O nha. Rồi, bây giờ đi thăm vườn hoa nào. Đây, hoa nhà nội đây, hoa nhà ngoại đây cả nhà ơi. Đẹp chưa? Đó, bố Thỏ trồng đấy, để về cho O được ngắm đấy. À, đừng có bứt rồi rụng mất hoa của O rồi, đừng có bứt đó, để vậy mà ngắm nha. Đó đúng rồi, với xuống để mình chụp hình thôi. Đúng rồi, đẹp chưa, một người mẫu già và một người mẫu nhí bên vườn hoa nhà ngoại, cả nhà thấy đẹp thì cho một like nha. Rồi, ôi đừng có bứt con, đừng có bứt. Rồi đi lại cái hoa khác nè, lại hoa khác nha. Đây, trời ơi, hôm qua bố mới làm cái dàn hoa đẹp chưa nè cả nhà ơi. Đó, bố của Thỏ hôm qua mới đóng, mới thiết kế một cái kệ hoa rất là đẹp luôn. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa. Hai ơi, cháu mình đi thăm vườn hoa. Quá trời hoa luôn, ở đâu cũng có hoa. Quay như thế nào cho mọi người thấy này. Rồi, còn đây là cái tấm của bố này. Cũng toàn hoa. Hi hi. Có cái hoa này đẹp nữa nè. Đây, có cái hoa này đẹp chưa này cả nhà ơi. Đó. Trời ơi, Thỏ nó bứt hết rồi. Thỏ bye bye đi. Thôi, video xin kết thúc tại đây nha. Ô cháu nhà Thỏ phải vào làm việc đã, dọn dẹp nhà cho bà ngoại. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye, bye bye. Thỏ bye bye đi. Bye bye. Rồi.